Bài 3, tiết 3, tôn trọng người khác. Câu chuyện chuyến tàu lầm lỡ. Một chàng trai trẻ đi dọc toa tàu để tìm số ghế ngồi. Khi đến đúng vị trí cần tìm, anh nhận thấy có một cô gái đang ngồi nhầm vào số ghế đó. Anh tiến đến gần và lễ phép nói: "Chị ngồi nhầm chỗ rồi ạ." Cô gái đưa vé của mình ra và cao giọng nói: "Nhìn cho rõ đi, đây là chỗ của tôi, cậu bị mù à?" Chàng thanh niên im lặng, bỏ đi tìm nhân viên soát vé. Lúc này, tàu chậm chậm chuyển bánh xa dần nhà ga. Một lúc sau, nhân viên soát vé dẫn anh thanh niên đến đúng chỗ ngồi của cô gái và hỏi: "Cô làm ơn cho tôi xem vé tàu của cô." Cô gái hậm hực xuất trình vé. "Đây, ông xem đi." Nhân viên soát vé vừa kiểm tra và bật thốt lên: "Ô, rất tiếc cho cô đã lên nhầm chuyến tàu rồi." Em nhận xét như thế nào về thái độ và hành vi của cô gái và chàng trai trong câu chuyện? Cô gái có thái độ vô cùng thô lỗ, khinh dễ người khác, hành vi thì ngang ngược, thiếu tôn trọng người khác. Ngược lại, chàng trai cư xử có chừng mực, lịch sự và phải phép. Em có thấy tiếc cho cô gái khi bị lỡ chuyến tàu do sự nhầm lẫn không? Cô gái tự rơi vào cái hố do chính mình đào. Nếu ngay từ đầu cô gái có thái độ và hành vi đúng mực thì chắc chắn cô sẽ biết bản thân mình đã nhầm lẫn chuyến tàu thông qua chàng trai rồi. Em rút ra được kinh nghiệm gì cho mình qua tình huống trên? Bất luận ở cùng với ai, chúng ta nên giữ thái độ tôn trọng. Đừng thấy người khác nhẫn nhịn và nhún nhường rồi tự cho là mình đúng nhé. Rút ra từ bài học của cô gái này, chúng ta cần phải học cách tôn trọng người khác như thế nào để tránh một số tổn thất không đáng có. Chúng ta cùng tìm hiểu phần số 1: thế nào là tôn trọng người khác. Trong chúng ta hẳn cũng sẽ có gặp tình huống như bạn B đây. Vì một sự hiểu lầm, bạn A đã chỉ trích bạn B gay gắt. Cho dù bạn B đã chủ động tìm đến bạn A giải thích, nhưng bạn A vẫn tiếp tục buông lời xúc phạm bạn B. Theo em, bạn B sẽ có tâm trạng, cảm xúc như thế nào? Có lẽ bạn B sẽ tổn thương, đau lòng, tức giận, thất vọng. Trong tình huống này, bạn B sẽ rất cần những giá trị nào? Để trả lời câu hỏi này, các em sẽ tìm được đáp án trong phần trò chơi truy tìm kho báu. Quy cách chơi như sau. Từ điểm xuất phát, các em hãy xác định đường đi đúng để tới kho báu. Trong hành trình, nếu các em đi đúng hướng thì sẽ nhận được các giá trị mà bạn B cần. Thời gian thực hiện trong vòng 2 phút. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thank you.
Liên hệ tình huống, bạn B cần những giá trị như cảm thông, khoan dung, tin cậy, công bằng, chân thành, không kỳ thị, quan tâm, lắng nghe, không áp đặt, khiêm nhường, bình tĩnh, mạnh mẽ, trọng danh dự, uy tín, lòng tự trọng và sự tự chủ. Ngược lại, nếu bạn B mang những biểu hiện như trả thù, ghen ghét, chỉ trích lại, xúc phạm lại, rủa xả, hoặc căm hận, nói xấu bạn, phán xét lại bạn và cố chấp nhất, đó là những biểu hiện tiêu cực, sẽ chỉ khiến bạn B càng bế tắc, thì người thiệt thòi là chính bản thân bạn. Vấn đề rắc rối vẫn không thể giải quyết tốt. Nếu em là bạn B trong tình huống này, sẽ giải quyết như thế nào? Chúng ta cùng thảo luận cách giải quyết sau đây nhé. Trước tiên, em hãy xác định vấn đề xảy ra theo hướng mang tính xây dựng hay mang tính phá hoại. Nếu trong trường hợp là lời chỉ trích xúc phạm của bạn đó xuất phát từ mục đích là hủy hoại tình cảm bạn bè, chà đạp danh dự, uy tín của người khác, thì em có thể phớt lờ, gạch bỏ tên người bạn trong danh sách xứng đáng là bạn bè của mình. Trong trường hợp bạn chỉ trích em vì mục đích tốt, em thử ngẫm, người kia cũng bị stress như mình nên mới bực bội với mình. Từ đó em hiểu và thông cảm cho bạn hơn. Tiếp theo, em hãy tìm hiểu lý do khiến bạn tức giận, đồng thời xem lại bản thân mình chưa đúng ở chỗ nào. Lúc này, em đã bình tĩnh hơn để suy nghĩ kỹ về vấn đề khiến hai bên mâu thuẫn. Phân tích vấn đề xem, nếu làm như thế này thì mặt lợi sẽ thế nào? Nếu làm như thế kia thì mặt hại sẽ ra sao? Sau khi sáng tỏ vấn đề, em hãy khiêm nhường, chọn một thời điểm thích hợp để giải thích và xin lỗi, làm hòa lại với bạn. Nếu thấy bạn đã hết giận, em có thể góp ý nhỏ với bạn mình rằng: bạn ơi, nếu sau này mình có làm sai điều gì, xin bạn làm ơn bớt nóng, góp ý nhỏ nhẹ cho mình. Mình sẵn sàng tiếp thu lắng nghe, vì con người mình rất đa cảm và dễ tổn thương lắm. Được vậy, mình cảm ơn bạn hiền rất nhiều nhiều. Bằng sự chân thành, xem trọng nhân phẩm người khác, đặt bản thân mình vào vị trí của họ để có thái độ cư xử đúng mực. Như vậy là em đã dạy cho bạn biết cách tôn trọng người khác. Qua hoạt động vừa rồi, em cho biết thế nào là tôn trọng người khác. Tôn trọng người khác là đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác. Đó là thể hiện lối sống của người có văn hóa. Chúng ta tiếp tục đi vào phần số 2. Vì sao phải tôn trọng người khác? Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi vào hoạt động trò chơi Trúc Xanh. Đây là 12 ô chứa 6 cặp hình giống nhau. Yêu cầu các em hãy quan sát và ghi nhớ vị trí các cặp hình giống nhau trong thời gian 60 giây. Chúng ta bắt đầu nhé. Thank you.
Các em có 60 giây để xác định các cặp hình giống nhau ở vị trí nào. Hãy ghi ra giấy nháp nhé. Cặp hình số 1 và số 9 không phân biệt đối xử. Câu hỏi: vì sao bạn nên cư xử tử tế với người khác không cùng đẳng cấp? Đáp án: ngay từ khi tạo hóa làm ra con người, tất cả sinh ra đều bình đẳng, mọi người đều có tư cách và địa vị như nhau. Nếu một người muốn tạo ấn tượng tốt với những người mang lại lợi ích cho anh ta, mặt khác, anh ta lại cư xử thô lỗ với một số người khác. Như vậy, chúng ta có thể đánh giá nhân cách con người anh ta qua cách đối xử rồi chứ. Cặp hình số 2 và số 8. Tôn trọng sự khác biệt. Câu hỏi: thành ngữ nhập ba chấm tùy tục từ khóa là gì? Đáp án là nhập gia tùy tục. Khi chúng ta đến một nơi, một gia đình, một khu vực, một quốc gia, chúng ta cần phải thuận theo phong tục tập quán, văn hóa của con người nơi đó. Đó là ý nghĩa của câu thành ngữ này. Cặp hình số 3 và số 10. Hãy tôn trọng không gian chung. Câu hỏi: hành vi 3 chấm hàng ngày của con người trong không gian chung thể hiện mức độ học vấn và ý thức cá nhân, từ khóa là gì? Hành vi ứng xử hàng ngày của con người trong không gian chung như là thang máy, siêu thị, quán ăn thể hiện mức độ học vấn và ý thức cá nhân của người đó. Cặp hình 4-11. Tử tế và nhã nhặn. Câu hỏi là: bạn thích làm việc và kết giao với những người tử tế hay không? Đáp án: ai cũng thích, vì họ sẽ mang cho bạn cảm giác dễ chịu và vui vẻ. Cặp hình số 5-7. Cần cư xử phải phép. Câu hỏi: lời nói hành động của bạn với người khác chính là 3 chấm phản chiếu con người bạn, từ khóa là gì? Từ khóa là tấm gương. Lời nói, hành động của bạn với người khác chính là tấm gương phản chiếu con người bạn. Cặp hình 6-12. Tôn trọng đồ vật của người khác. Câu hỏi: bạn sẽ bị coi là thô lỗ và thiếu suy nghĩ khi 3 chấm đụng đến bất kỳ thứ gì không thuộc về mình, từ khóa là gì? Từ khóa thoải mái. Bạn sẽ bị coi là thô lỗ và thiếu suy nghĩ khi thoải mái đụng đến bất kỳ thứ gì không thuộc về mình. 6 phương pháp thể hiện sự quan tâm cơ bản trong giao tiếp.
được nêu trong trò chơi là giúp chúng ta hiểu rằng mỗi người cần đặt bản thân vào vị trí người khác và cư xử sao cho họ thấy được sự quan tâm của bạn. Nói tóm lại, thể hiện sự quan tâm tức là tôn trọng quan điểm, thời gian và không gian của người khác. Vậy, các em thấy được tôn trọng người khác sẽ mang lại những giá trị tốt đẹp nào? Có tôn trọng người khác sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình, là cơ sở để quan hệ xã hội lành mạnh và trong sáng hơn. Chúng ta tiếp tục với phần 3, rèn luyện đức tính tôn trọng người khác. Sau đây, các em sẽ cùng đến với hoạt động mang tên kỹ năng giao tiếp. Em hãy cho biết đây là phương pháp giao tiếp nào. Thời gian suy nghĩ được quy định trong một vòng quay. Mỗi đáp án đúng tương ứng với 10 điểm cộng. Chúng ta bắt đầu nhé. Tập lắng nghe chăm chú hơn và chờ họ dứt lời trước khi đưa ra phản hồi. Nhìn vào mắt của người đang trò chuyện với bạn. Phản hồi phù hợp với những gì người kia nói thay vì lơ đãng gật đầu. Đây là phương pháp nào? Nếu cần, tạm dừng cuộc trò chuyện trước khi vượt ngoài tầm kiểm soát. Đây là phương pháp nào? Không có gì hay ho để nói, tốt nhất là bạn đừng nói gì cả. Hãy lịch sự không tham gia cuộc trò chuyện như vậy, kể cả khi nhân vật trong cuộc tám chuyện đã từng làm những chuyện xấu với bạn. Đây là phương pháp nào? Đừng ngồi lê đôi mắt. Nếu người đó vẫn thô lỗ và xấu tính, bạn sẽ bảo vệ bản thân nhưng không thấp hèn. Đây là phương pháp nào? Đáp án: tôn trọng người khác kể cả khi họ không tôn trọng bạn. Điều mà người đối diện nhạy cảm, cấm kỵ. Cố gắng không đánh giá thấp người khác. Đây là phương pháp nào? Mỗi người là một cá thể với kinh nghiệm và hiểu biết về cuộc sống khác nhau, nên đừng nghĩ rằng bạn biết rõ về người khác. Đây là phương pháp nào? Đáp án: đừng suy nghĩ áp đặt về người khác. Bạn là
hãy mạnh dạn nhận lỗi. Sau đó bạn sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn mình tưởng. Tránh nói nhưng để biện hộ cho hành động của bạn. Đây là phương pháp nào? Đáp án: xin lỗi. Tôi chúc mừng bạn nào đã hoàn thành đủ các đáp án đúng và đạt được tổng số điểm cao nhất. Qua hoạt động kỹ năng giao tiếp, giúp chúng ta biết được để người khác tôn trọng và yêu quý mình, tin tưởng, quan tâm và đối xử chân thành với mình, thì mình phải rèn luyện sự tôn trọng người khác ở mọi lúc, mọi nơi, cả trong cử chỉ, lời nói và hành động. Các em thân mến, việc thể hiện sự tôn trọng người khác không chỉ cho người khác thấy rằng bạn quan tâm đến họ mà còn quan tâm đến bản thân. Điều quan trọng nhất khi thể hiện sự tôn trọng là bạn cũng tôn trọng bản thân. Nếu không, người khác sẽ không tôn trọng bạn. Chúng ta đã hoàn thành đầy đủ nội dung bài học gồm 3 phần. Thứ nhất, thế nào là tôn trọng người khác? Thứ hai, ý nghĩa của sự tôn trọng người khác? Và thứ ba là rèn luyện kỹ năng tôn trọng người khác. Các em chép bài đầy đủ vào vở của mình nhé. Phần hướng dẫn về nhà yêu cầu các em học nội dung bài học tôn trọng người khác. Tự giác làm bài tập ở nhà trong sách giáo khoa vào vở. Bài tập số 1, số 2, số 3, số 4, trang 10. Xem trước phần đặt vấn đề bài 6 cho tiết học sau. Đó là bài xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. Tự trả lời câu hỏi phần gợi ý trong sách giáo khoa